Rồi, hello everyone nhá. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của mình. Hôm nay thì mình sẽ chơi thử trực tiếp cái bộ máy Nintendo Switch này ở ngoài cho các bạn xem nhá. Xem là nó như thế nào. Kệ. Các bạn thấy ok không? Rồi chúng ta vào chơi luôn nhá. Chơi hơn 200cc đi cho nó máu. Tốc độ cao nhất trong trò chơi này luôn. Thực ra có thể hack cao hơn nữa nhưng mà mình không phải một người thích hack lắm. Chơi game thì phải trong sạch chứ. Ok. Chúng ta sẽ chọn một cái màn khá là khó ấy. Cũng như bình thường thôi, chúng ta sẽ đủ qua 4 vòng đua tất cả. Giành số điểm cao nhất sau 4 vòng thì sẽ giành chức vô địch. Kệ. Bạn để xem mình chọn đẹp không? Ồ, chết rồi. Vẫn kịp các bạn ạ. Vẫn kịp cả tăng tốc. Drift nào. Quá đẳng cấp luôn. Mình không thể tin là mình có thể đua giỏi như vậy được. Ôi mẹ ơi, sao mình giỏi thế này. Đậu phộng. Hơi lỗi, không sao. Lại lỗi nữa rồi, cũng chả sao hết. Rồi mình đẳng cấp trở lại rồi các bạn ạ. Vươn lên thứ 5. Ok. Chỉ một chút nữa thôi là mình có thể lên được thứ nhất. Mình có thể đều rip cho các bạn chóng mặt luôn. Rất là may mắn mình đã ăn được một quả mai đỏ rồi. Quả mai đỏ này có thể đuổi theo đối thủ. Thôi đối thủ ăn dã chày luôn. Thì mình sẽ canh một lúc nữa mình mới dã thằng kia. Ui, nó dã mình trước rồi. Bắt được. Ui, trời ơi. Không sao. Chúng ta mới chỉ đua 2/3 vòng thôi mà. Cố gắng đờ bíp thật nhiều là các bạn sẽ được bíp bíp thôi. Vâng, một pha rùa xanh rồi, mai rùa xanh. Cái này thì chỉ có ném thẳng thôi. Chỉ có người đẳng cấp mới ném trúng được các bạn ạ. Còn riêng mình thì mình đẳng cấp hẳn rồi. Mình phải giữ lại để ném cho chuẩn. Nào. Ui. Được rồi. Ui trời ơi. Đấy các bạn thấy mình đẳng cấp không? Lỗi rồi. Sao phải đi các bạn ơi, mình phải vươn lên thôi. Cố gắng lên tí nữa. Ăn cái này không có tác dụng mấy đâu. Ném rất là khó. Vậy là mình đã về vị trí thứ hai rồi. Không sao cả, đây chưa phải vào đâu. Mới chỉ là vòng đấu đầu tiên thôi. Too bad. Ok, chúng ta cùng xem mặt sau của máy nhé. Mình mới dán skin này, máy rất là đẹp luôn. Các bạn thấy động tác tay của mình nó ảo diệu không? Đẹp như một quạt luôn. Nhưng quả đây là quạt trần nhá. Cố lên nào. Vòng đua này đúng là cái vòng đua sở trường của mình rồi. Mình đã làm quen với cái vòng đua này cách đây 10 năm rồi. Bây giờ đúng là chuyện bình thường thôi. Con này là mình. Ui. Hơi hồi hộp các bạn. Nhưng mà các bạn tin đi, bạn là vòng này mà mình không nhất thì mình xóa game rồi luôn. Mình tặng mỗi bạn 100.000 luôn. Nếu mà mình không nhất. Nhào lộn trên không. Oh man. Lúc nào đấy Buffett lại chết. Nhờ ăn được quả bom. Chẳng là bị trúng nào. Chết.
giời, các bạn thấy kia mình nhất rồi này. Không nhất không lấy tiền rồi này. Thôi chết rồi, cái kia nó đuổi mình, may may may. May mình ném quả, cái quả cầu lửa ở phía sau nên là đã tránh được cái may rùa của nó. Chết. Thôi chết rồi, cái gạt rồi tím này thì không thể nào tránh được rồi. Cái mai rùa tím ấy nó sẽ đuổi cái người đứng thứ nhất các bạn ạ. Và gần như không có cách nào né luôn. Có cách né nhưng mà mình sẽ, khi nào mình sẽ dạy các bạn sau nhé. À kìa kìa kìa. Mình đã bảo mình không nhất, mình không lấy tiền mà này. Quá đẳng cấp luôn. Rồi chúng ta đến vào đùa tiếp theo nhé. Cái vòng đua mang phong cách trang trí của người Trung Quốc. Rồi chúng ta vào đi vào miệng rồng nhá. Nếu các bạn để ý thì có thể thấy chúng ta vừa đi qua cái lưỡi con rồng. Chúng ta đang trong người con rồng rồi. Đang ở rùa thưa rồi. Ăn được hai cái mai rùa đỏ nữa các bạn ạ. Người gì thằng nào chơi với mình nữa. Chết một thằng. Ui. May quá, không sao. Cái này nó đập thằng khác rồi. Mình phải ném cái mai rùa đỏ thôi. Không nên giữ lâu làm gì cả. Ui. Ui. Trời ơi, khó quá. Mình sẽ bị thứ 9 rồi bạn ạ. Lên 8. Rồi những vị trí thấp như này thì khả năng mình vươn lên là khá dễ rồi. Đô top 1, top 2, top 3 khó chứ top 5, top 6 này chắc không bao giờ mình bị về đích ở cái vị trí này mất. Ôi. Spam hết skill các bạn. Mà cái đây không ăn thua mà. Rồi ăn được cái ngon rồi. Rồi lại vào mừng trong tiếp. Vòng đua cuối cùng rồi. Vòng này mình nhất thì coi như là vòng sau mình đua rất là nhàn thôi. Cố gắng lên nào các bạn. À cố lên, mình sẽ cố gắng lên nào chứ. Các bạn cần gì phải cố gắng. Mù hết rồi, không nhìn thấy cái gì. Ui, tỉnh dậy nó chưa thị thứ hai đó, thứ 4 luôn á. Hãy trưởng. Oh man. Thứ 3 như thế này, hỏng rồi. Ngoài qua mình vẫn sẽ bị thị thứ nhất sau 3 vòng đua. Ok, show love to everyone. Mid City. Final race. 3, 2, 1, go! Men. Vòng này mình sẽ cố gắng nhất. Nhất hoặc nhì hơn là mình khả năng cao mình sẽ nhất cả. Mình sẽ giành được cái cúp vàng luôn. Mình chỉ cần nhất hoặc nhì thôi. Thứ ba thì khả năng xịt khá là cao. Cố lên là các thím. Ăn được cái này được ngon rồi. Nó rất thôi. Super speed luôn rồi. Chết đi.
Yahoo. Nếu mà các bạn cảm nhận nghe thấy thì có vẻ động cơ xe máy nghe hơi lỏng rồi. Nghe không sướng tai nữa, có lẽ lần sau mình chọn ô tô vậy. Không chọn xe máy nữa. Chọn ngay Compact 3 kẻ lợn này. Ui. Không sao, cái này thì cả 8 người sẽ bị xét thôi. Nên là cả 8 người sẽ có bất lợi, hỏi riêng mình. Giờ xếp thứ hai các bạn ạ. Cố gắng vươn lên thứ nhất ạ. Tại sao thằng kia có thể đi nhanh như vậy nhỉ? Quá khó để đuổi. Ui. Các bạn thấy động tác tay của mình điêu luyện không? Đấy là một cách super pro chơi game các bạn ạ. Úi, đảo tay liên tục. Vâng, mà tôi bắt đầu spam skill rồi. Để cầu may nhưng không được. Hỏng rồi các bạn ơi. Thứ hai mới điền như. Không sao cả, có khả năng mình vẫn nhất. Yes. Yeah. Mày quá. Vậy là qua 3 vòng thì mình vẫn xếp thứ nhất các bạn. À 4 vòng chứ. Về cúp lần này lại về tay mình rồi. Cũng là pro đua xe khác. Nào chúng ta một xếp 2 lại nào. Rồi. Và đó chính là những cái màn thể hiện của mình ở ngoài đời. Khi mình chơi trực tiếp trên cỗ máy này thật. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt các bạn nhé. Hẹn lại các bạn lần sau nhé. Nếu các bạn muốn mình chơi theo kiểu này tiếp thì hãy comment cho mình nhé. Cho mình một like một subscribe nha. Ok. Bye bye.